Ok, mình đã câu xong ấy nha các bạn. Mình đã câu xong cái con Unique Cornish Shark này. Thì cái con này á thì mình cũng đã hoàn thành luôn cái mission SB. Ok. Yeah. Hoàn thành nha các bạn. Reward đây, trophy plus spoon đây, 42 gram tháng 6. Ok. Ok. Ok, reward trophy Lorua 206. Để dây. Mission complete. Yeah. Đó, xin mình tâm hình này nhé. Ok. Yeah. Bây giờ này cái mission Congo Nile Perch Plus Moon này mình đã hoàn thành rồi nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha. Nếu thích thì like, share, subscribe, đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Sorry.